Siêu máy tính dự đoán 16 đội vào vòng mùng 1 tháng 8 và nhà vô địch World Cup 2022. Trước loạt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2022, siêu máy tính Betty dự đoán phần còn lại của giải đấu sẽ diễn ra thế nào khi người hâm mộ đang chờ đợi các cuộc chạm trán nảy lửa. Sau hai lượt đấu đầu tiên, chỉ có 3 đội chính thức lọt vào vòng mùng 1 tháng 8 World Cup 2022 gồm Pháp, Brazil và Bồ Đào Nha. Cỗ máy xử lý số liệu tại Betty đã tổng hợp tất cả số liệu thống kê để đưa ra dự đoán cho phần còn lại của World Cup 2022 khi 32 trong số 64 trận đấu đã diễn ra. Điểm đáng chú ý là 8 đội vào tứ kết giống hệt như cỗ máy xử lý số liệu tại Betty dự đoán trước giờ bóng lăn tại Qatar. Tuy nhiên, 4 trong số 16 đội vào vòng mùng 1 tháng 8 đã thay đổi. Ban đầu Mỹ, Mexico, Senegal và Bỉ được cho sẽ vượt qua các bảng đấu của họ. Song với việc Mỹ, Mexico, Senegal và Bỉ đang gặp khó khăn, 4 đội này đã bị thay thế bởi Iran, Maroc, Ecuador và Ba Lan. Theo Betty, 8 cặp đấu ở vòng 1 trên 8 World Cup 2022 sẽ là Hà Lan, nhất A, Iran, nhì B, Anh nhất B, Ecuador, nhì A, Argentina, nhất C, Đan Mạch, nhì D, Pháp, nhất D, Ba Lan, nhì C, Tây Ban Nha, nhất E, Maroc, nhì F, Croatia, nhất F, Đức, nhì, Brazil, nhất G, Uruguay, nhì H, Bồ Đào Nha, nhất H, Thụy Sĩ, nhì G. Ở vòng tứ kết, Betty dự đoán 4 cặp đấu là Hà Lan, Argentina, Tây Ban Nha, Brazil, Anh, Pháp và Đức, Bồ Đào Nha. Nếu thành sự thật, đây là trận cầu đáng xem. Theo Betty, bán kết sẽ 2 cặp đấu Argentina, Brazil, hai đại diện Nam Mỹ và Pháp, Đức, hai đại diện châu Âu. Nếu Betty đoán đúng, trận chung kết World Cup 2022 trong mơ sẽ cuộc chạm trán giữa Brazil và Pháp. Trong đó, đội bóng xứ Samba lên ngôi vô địch bóng đá thế giới lần thứ 6. Trước khi World Cup 2022 diễn ra gần tháng, siêu máy tính SBK cũng dự đoán Brazil vô địch World Cup 2022. Siêu máy tính SBK dựa trên những dữ liệu thống kê về con người và lịch sử để đưa ra dự báo về cơ hội của các đội ở World Cup 2022. Theo SBK, đội tuyển Anh sẽ vượt qua vòng loại sớm với tư cách là đội đầu bảng B. Tuy nhiên sau đó, Tam Sư sẽ phải dừng bước ở tứ kết và một lần nữa lỗi hẹn với chức vô địch thế giới. Transport Bible viết, ứng dụng cá cược SBK đã chạy các con số trên một siêu máy tính và cho kết quả rằng tuyển Anh sẽ chỉ lọt vào tứ kết trước khi thất bại và rời cuộc chơi. Cũng theo dự đoán của SBK, 4 đội bóng sẽ lọt vào bán kết World Cup 2022 là Brazil, Argentina, Pháp và Bỉ. Trong đó, Brazil và Pháp gặp nhau ở chung kết và đội bóng vàng xanh sẽ giành chiến thắng chung cuộc để lên ngôi vô địch. SBK cho rằng Messi sẽ không thể thực hiện được ước mơ chinh phục cúp vàng thế giới sau khi Argentina thua ở bán kết và chỉ xếp hạng 3 chung cuộc. World Cup 2022 là cơ hội cuối cùng để Cristiano Ronaldo và Lionel Messi giành được chức vô địch bóng đá thế giới đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia. Ronaldo và Messi nhiều khả năng sẽ từ giá đội tuyển quốc gia nếu giành được danh hiệu cao quý nhất thế giới bóng đá. Cả hai sở hữu rất nhiều danh hiệu cá nhân lẫn với câu lạc bộ trong hơn 15 năm qua. Song ở đội tuyển quốc gia, thành tích của Ronaldo và Messi khá khiêm tốn. Ronaldo chỉ có danh hiệu vô địch Euro 2016, còn Messi mới một lần đăng quang Copa America vào năm 2021. Vinh quang ở World Cup vẫn là nỗi ám ảnh với hai cầu thủ vĩ đại nhất nhiều năm qua và cả hai chỉ còn biết tận dụng giải đấu ở Qatar để thay đổi điều đó. Rất khó để Ronaldo, 37 tuổi, và Messi, 35 tuổi, góp mặt khi World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico sau 4 năm nữa. Với suy nghĩ đó, hai cầu thủ giành tổng cộng 12 quả bóng vàng sẽ quyết tâm hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình trong World Cup cuối cùng của mình.